mà đêm đi bẫy sẽ được 10kg chuột luôn các bác anh ạ thì dùng mẫu nào để hiệu quả đến như vậy thì em sẽ đăng tải chi tiết cho các anh nhà mình được xem nhá bên nhà em thì chuyên môn chế cạp cò chế những cái dòng kẹp để cho các anh nhà mình đi bẫy hiệu quả nhất thì đây là kẹp 9cm này các anh này đây là mẫu kẹp 9cm mà hiện tại em Hương nhà em em đang xếp nhá 200 cái một đơn cho một anh khách ở Hà Nội đấy và mẫu kẹp này thì có bác chia sẻ với em Tôi đánh kẹp nhà cô đúng một đêm được 10 kg chuột với 100 cái kẹp luôn. Đấy và với các bác anh nhà mình mà đi đánh chuột để thịt này thì sử dụng cái này. Là cái mẫu chuyên để kẹp chân, cái này dễ đánh lắm nhá, dễ đánh lắm. Bác nào chưa biết cách lên bàn thì cứ vào Zalo để em gửi cái cách hướng dẫn cho các bác anh sử dụng nhá. Hai chốt lỗ này các bác anh này. Cái này đo phủ bì bên này nó sẽ là 9 cm. Đấy các anh dùng quen là các anh biết rồi. Giá thì chỉ có mấy nghìn đồng một cái thôi, nhưng mà mua kẹp của bên em ấy chắc khỏe sử dụng bền lâu các anh ạ siêu là bền luôn nhá các anh nhá đấy và với một bao này thì uh, vài trăm chiếc thì một ngày em thường gửi nó tầm độ ba bao đấy các bác anh ạ còn đối với các anh nhà mình đang sử dụng kẹp bẫy chim đâu rồi vào hết đây cho em chim cò vạc nhá các anh nhá chuột rừng sóc đất nhá thì các anh sử dụng mẫu này cho em cái này là em đã chế bàn hết rồi này em chế lưới còn cái này chưa có chế lưới này đây. đây đấy cái này em ơi em vào em cầm cho chị một chục mà bán miệt trơn không lưới ở đây cho chị cái này là cái có răng nhá, các anh nhá, răng và chưa có lưới. Đấy. Cái này là chưa có lưới đâu, cái này các anh đánh là kẹp cổ đấy. Hiệu quả lắm. Cái chiều rộng này của nó là 15 cm này. Mở ra thì nó rơi vào tầm độ 17 cm. Cái này thì nó đang là 10 000 đồng một cái các anh ạ. Còn nếu như các anh mà sử dụng dòng bán miệt trơn mà em đã chế bàn lưới hết như thế này rồi nhá. Thì cái này này. Cái này đánh là kẹp chân. Cái này là kẹp chân các anh ạ. Đây, nếu như trơn thì đây. Trơn là 80 000 đồng một chục cái lò xo này nhà lò xo thiết kế của bên em nhá to khỏe và bền thép thì sẽ là thép cứng siêu chắc luôn còn đối với các bác anh nhà mình sử dụng cái mẫu kẹp này của bên em mình cứ mua 10 cái là em đã gửi rồi nhá có mua từ 30 cái là em miễn phí ship hoàn toàn các bác nhìn cái lò xo này 80 000 đồng một chục đấy còn cái răng này đây nhá các anh nhà mình nhớ này phải nói là làm bàn đĩa hay chưa làm bàn bàn lưới nhá làm bàn lưới còn đây với cái mà bánh mì trơn đã làm bàn lưới hết như thế này rồi đấy cái này thì em đang gửi cho các bác là 12.000 đồng một cái Cái này là bán nguyệt trơn nhá Lò xo to đùng luôn Còn cái này là bán nguyệt răng Bán nguyệt răng các anh ạ Đây Cái này để đánh ruột, chuột rừng và sắp đất Thì có không có nào chạy đổi với cái kẹp này Cái kẹp nhà em thì vừa hiệu quả Vừa dễ sử dụng Độ bền thì lại độ bền cao Khi đi đánh thì các anh buộc luôn cái dây ở đằng đuôi này cho em nhé Để líu vào một cái gì đó Để khi mà đánh được ấy Thì chuột, chim hoặc cò, sóc nó sẽ không chạy Đấy qua video ngắn này bác nào anh nào đang muốn mua loại bẫy nào cứ vào kênh của em nhá. Rất nhiều loại em đăng tải đều đoạn hàng ngày đấy ạ à, để chọn. Và số điện thoại của em luôn luôn có Zalo để tư vấn và gửi đến tận nhà các bác anh luôn. Nhớ đăng ký kênh này của em nhá các anh nhá. Nhớ đăng ký kênh nhá để xem nó rất nhiều sản phẩm hay nhá các bác anh nhá. Qua những đoạn uh, video ngắn như này về đồ đi bẫy. Cảm ơn các bác nhiều nhá.